người ăn xong chưa? Rồi. Ăn xong chưa nữa? Cái đồ này lên để cho bả nè. Dĩ này không lên vô bếp hả? Hay là đây, để đây, đi em vậy có đợi ra. Ừ? Có không? Em nào? Em nói là hả? Em nói là đi ngoài đường á là thấy tự nhiên là thấy đông đông đi vô à. Là... cái này ha. Cái này ăn liền được nè, nó mềm. Này cái này bắn ăn liền được đó. Ăn liền được. Quá cái này thì không ăn liền được. Để nấu để xài cái này bỏ này bỏ túi luôn đi. Rồi. Mấy cái này thì ở đây để còn được. Có cây dầu này chớ mẹ cô mua đem lại con rồi. Quá trời. Thiết kế lương thực cho bà. Sợ là không còn gì ăn. Em có đợi không bà? Đợi hoài luôn. Đợi hoài à? Ừ, đợi hoài luôn mà lần nào cũng hỏi đợi mà cắm ơn mua nhiều quá. Lần nào cũng hỏi nha, ai đây? À. Lại hoài luôn mà lần nào cũng hỏi ai đây, em ở đâu. Cái xài này để ăn cơm. Đó, mình để tính ra tính. Quá cây này đó. Khoan bà, còn hả? Để chị chắc ta khói hết bà, khỏi từ. Để bữa nào yếu yếu trong người á, đi mà thấy chóng mặt hay gì vậy, chắc cây gậy nó ra. Cầm cái giờ hết rồi. Khỏe rồi. Trời khỏe vậy bữa. Thấm ra ở ngoài trời giá cũng trời đồ khỏe. Ừ. Cũng trời Phật phù hộ ha, già cả ở mình vậy đó mà cũng khỏe. Mấy ngày mấy đứa con nó có về không bà? Có một đứa bộ, nó cũng dẹo. Bữa đó nó ra tôi té nữa, nó vừa đây, một kia nó vừa chỉnh mà mưa sáng chở con đi học. Dạ. Dạ, ở đứa bộ. Ừ. Đó là từ Dương Gia Hoàng. À. Hồi đó nó trắng, kêu trắng trắng hoài. Dạ. Bữa nay bà ăn cơm với cái gì học dịch đó hả? Tại vì á mua đồ mà đây không có tủ lạnh gì trơn, đâu có dám mua mà cái đồ kia muối thì mất công. Còn vịt muối hả? Rồi cái này là con gửi là cái này là hồng vịt tươi. Dạ. Rồi như hai cái xài ăn cơm gọt ăn. Là bí. Bí lớn lại đừng mua nhiều quá. Bí thì mua cái một chút mà, bí để nấu canh. À. Có dao gọt bí không? Có dao ấy không? Bí có. bí đỏ nấu canh ăn. Ừ. Có dao cào quá. Cái này mở sao quên rồi. Cái đường cái cầm cọng dây này. Thôi lấy cây dao. Không sổ cho nó có cái đường mà. Cái đường cái cá gì chứ không chắc. Lấy dao không được. Dầu thì hết. Đó, dầu ủa mình mà, ở đây mình xài nước hay sao gì mà. Hả? Bơm lên hả? Tô điện đó. Cơm đây là. Bà hỏi em, bà tưởng hỏi cơm. Cơm này nè. Thấy nhà cầu dơ quá, tưởng là mình phải đi cắt nước thì cực. Mà tao điện. Rồi đây nè. Đây. Nè nè, con mở nó ra rồi là bỏ túi. Sao rồi? Xa đó con nói chuyện phải thưa vợ đàng hoàng à mẹ tôi á à tôi chửi tôi để lén dạ yeah. Chửi rồi cùng khổ là đúng ba bữa đầu con chết chà à đã nói mày chửi với ai nó biết tiếng việt cho mày chửi ai à tiếng hôn kiến tiếng hải là tiếng chuyện trong tôi đi. Ông già tôi còn sống. Ông già tôi người Khmer. Ông già tôi đó. Ông già là người Khmer hả? Không phải người Khmer, người Tà mà biết tiếng Khmer. À người Tà mà biết tiếng Khmer. Hỏi chị bay chưa? Đó chị bay là ăn cơm. Nha. Tông ra đi đâu? Tông ra hỏi đi đâu vậy? Dạ. Ông già tôi nói chắc nghĩa từ mẹ. Dạ. Cha mẹ ông già tôi thọ rồi.
nhẹ màu mã rồi. Dạ. Hồi xưa đó tôi ở thành phố, thấy mẹ tôi thấy má tôi, có bà con về quê không? Cái cố già tôi đông về chơi. Dạ. Tôi muốn thấy mẹ. Dạ. Con ơi con về quê không? Về má ơi con cứ chờ má chị tôi về. Về ở tới bây giờ đó. Dạ. Thao nào là rửa chén. Bà ơi, hai cái thao này thao nào thao giặt đồ. Thao này giặt. Thao này rửa chén được đúng không? Chứ làm cái gì? Nào rửa chén? Tôi đi đựng củi. Thôi, thao này rửa chén. Đựng củi rửa chén được, giặt đồ là thao rửa chén đâu. Dạ, dạ, có thao một mớ. Không, không có rửa chén. Ê, rửa chén, đậy lạ. Đậy lạ. Để đó không? Đậy có thao rửa chén. Thao rửa chén. Cái thao rửa chén này. Nhỏ gì hả? Ừ, để đó. Cái này nãy để trong đây. Cháy không? Cháy. Người ta mua cái này to nè. Cái đồng hồ. Vừa rồi ở bên phường nhà mát có làm cho bà cụ là cái lễ mừng thọ hả? Ai? Làm cho bà cụ nè, lễ mừng thọ. Năm nay 86 tuổi rồi. Dạ, 86 tuổi. À, ông nghỉ tổ trưởng nha. Dạ. Năm rồi cho. À. Tới bây giờ. Cái đó là cái hội người cao tuổi họ tặng cho bà đó. Dạ. À, giống như là mình là người cao tuổi đó này kia rồi người ta tôn trọng mấy cái người có phúc thọ đồ này kia gì đó để người ta tặng cho mình đó. Và bà sống ở Bạc Liêu của mình đó, ngay chỗ phường Nhà Mát xã Hiệp Thành này là bao lâu rồi, sống từ hồi nhỏ luôn hay là sao? Có ở phường Nhà Mát chứ. À, phường Nhà Mát nè. Dạ. Có. Sống từ hồi nhỏ tới giờ luôn hả? Từ hồi nhỏ tới giờ. Dạ. Từ hồi cha mẹ. Có nghĩa là cái căn nhà này là của cha mẹ luôn hả? Cha này hồi đó ở ngoài, cha mẹ ở ngoài. À. Nhà lá. Còn cái ơn trên. Dạ. Có bà con nhớ không? Hồi xưa đó, cái đầu của con á, hồng nhỏ vậy à. Dạ. Ông cũng bây giờ ông tham phụ hộ cháu. Dạ. Ông cũng già, cháu cũng già, không phụ hộ. À, cháu đừng có chết, chưa có chết đâu. Dạ. Sau này chết dễ dàng lắm, chưa? Còn coi đời, từ đầu chết á. Trải chiếu đạo bằng nhất tác xuôi tài gì đó. Dạ. Để ông Kiên nói á. À, chưa có Kiên chết. Dạ. Rồi thỉnh thoảng con cháu nó cũng về thăm chút chị rồi nó đi. Nó đi là... Con có đứa một à. Con đứa một à? Dạ. Dạ. Nó đi làm gì ở trên Sài Gòn? Nó lèo. Xe đồ. Dạ. Hai đứa. Dạ. Lâu lâu về làm. Dạ. Gửi tiền lâu lâu gửi. Ăn trước trả sau. Dạ. Cho cái gì thì gửi tao ăn em trả. Dạ. Có đồ cái đồ gì ấy hai con lãnh gì đó. Một cô thì quét, một cô thì quét nhà bếp. Cô thì trà rửa xong nồi. Cô thì trà rửa xong nồi, nhà vệ sinh. Cái này chuột à. Cái này biết hồi xưa không? Là sao bà? Trả nhiều tiền không? Khỏi tiền. Khỏi tiền. Khỏi tiền thì đừng có hạ tiện quá. Hả? Không có hạ tiện con đài đâu. Hồi xưa đó, cái nhà này nè, nước đi lá cả. Dạ. Có